hôm nay đưa siêu phẩm mít quanh 180 là nơi tỏa sáng nhá. Đưa cụ ở đây đã rất lâu rồi, cho cụ về nơi ở mới để cụ tỏa sáng nổi danh. Siêu phẩm mít có 102, tay bay dài 6 mét, 6-7 mét. Cứ đứng yên đấy nhá anh nhá. Đây không có góc quay, không có góc quay đẹp lắm. Siêu phẩm, không tìm ra đâu cây thứ hai. Anh ơi, cho cái thang mà đứng ở đấy để em trèo, em quay trên kia. Tôi ở chỗ cũ ấy. Rất nhiều rễ tơ, đất cứng đanh luôn, đất này trồng mít quá ok, rất nhiều rễ tơ như mạng nhện. Quá phê luôn, nhìn thực tế còn đẹp hơn bao nhiêu lần. Mở rồi đấy. Độ lắc của nó này. Thôi rồi luôn. Nhiều giấy tờ. Hả? À?
Ở trong xe anh ơi. Lưới cước á? Nước em mang lên trên này, đằng sau lưng anh Thái đấy. Thước á? Thước ở cánh cửa xe đấy. Hình như em mang trên này rồi, em để đâu ấy? Nhớ là em mang cái này rồi. Ui, đường chạy. Độ cong lắc của cánh bay như con rồng luôn. Cành nào cũng lắc. Chỗ cành lắc này nó rơi vào tầm khoảng 110 vanh nhé. Dưới này tay bé tí.